Xin chào quý cô bác, buổi sáng tả chúc quý cô bác có một ngày mới thật là tốt lành, làm việc thật là hiệu quả. Sáng nay thì tả lại quay trở lại với quý cô bác. Ôi buổi sáng trên này rất là lạnh luôn cô bác. Anh lờ là buổi sáng là vừa thức dậy là chào buổi sáng bằng việc đâm phát vào vào cái hành lang. Sáng Đầu đầu sắp bị thủng sưng chưa? rồi. Đầu sắp thủng à? Buổi sáng mai là muốn mua một gói mì tôm để ăn buổi sáng cũng hơi khó, trên này không có quán các bạn. Ở đây là ngói người ta làm bằng cái ngói nhập về Trung Quốc về, vì ở Việt Nam nó khá là xa, đường đi rất là khổ nên là toàn lấy ngói kiểu như dạng ngày xưa của Trung Quốc ấy. Chỉ Chuyên thấy ở sang trong Nhật Bản hay ngói này chỉ có chỉ thấy ở trong phim thôi, còn trực tiếp là hôm nay mới định thấy. còn ngoài ra là toàn thấy trong phim ấy, anh em ít đi đi xa gặp cái ngói này. Đấy, có nhà nào bán mì tôm không cô ơi? Mì tôm này. Không biết nhà nào có à? Ồ. Đây là đây cho nó trồng quả bí không cần làm dàn nè. Quả bí đội trên chuồng lợn thôi nè. À, cái này là kiểu ở trong quả bím kiểu mấy? Con gà nhiều. Toàn gà bản đấy. Gà chuẩn. Điểm kêu tà lửa thần. Lửa thần. Đâu? Tả lửa thần. Đây, nó cùng là con bò với biển con đang tương lại hải ngam nữa. Con bò cá á? Đây là con bò chẳng con bò cắn. Ôi Đó, dồi, nhiều nó cứ bò. liếm liếm ấy, đây là này, con bò ăn đất này như kiểu Từng lỗ đẹp phết đấy nhỉ. điểm dừng chân của hai anh em mình ở đây, đang ngủ được qua đêm ở đây. Là phải qua thêm một đêm nữa có khi mới về được. Wow, đấy, từ cái góc này nhìn Toàn mới đẹp. bản mình Góc này nhìn vào trong làng mới đẹp này. có mì tôm bản nhà nhé. Ồ. Mì tôm Giờ chọn dao à? Không phải đó sẽ mạch chặt cả miu hỏi chứ. Ừ. Ý là nó ngồi thăm một con đâu hả? Khó chờ. Khó chờ. Anh lo họ hai đi khó chờ nữa. Hôm nay không biết họ ngâm cái gì nhỉ? Ngâm cái chum to. Rượu hay là nước ấy? Hồng ấy, quả hồng ấy. Ngâm rượu hay ngâm nước này? Không biết được ấy. Ngâm nước hả? Hôm nay là vào làng mới cũng ăn mì tôm kiểu mới này.